Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công điện số 838 ngày 7 tháng 6 yêu cầu các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người giữa các trận thi đấu trong dòng loại quân cướp 2022, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó đã ghi nhận những ca bệnh trong các khu cách ly và trong cộng đồng. Do đó, nguy cơ rất cao dịch có thể tiếp tục lây lan nếu không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch. Theo lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam, trong tối 7 tháng 6 và trong khoảng thời gian đến ngày 15 tháng 6 sẽ diễn ra các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong dòng loại World Cup 2022. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị quỹ ban nhân dân các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam và các trận thi đấu khác. Đặc biệt, quán triệt việc không được tiếp xúc giữa những người đang được cách ly trong các khu cách ly tập trung cách ly tại nhà, nơi lưu trú, những người đang trong các khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người chăm sóc trong các cơ sở khám chữa bệnh để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo COVID-19 có thể xảy ra. Đồng thời, các địa phương tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung khai báo y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra giám sát về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly, các cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực trong dùng phong tỏa và tại cộng đồng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm